hít một hơi thật sâu và đêm nay chúng ta cùng nhau hát thật lớn các khúc này lên. Cô ấy quen hôm qua vừa đi chơi đã đòi quà. Cô ấy không quan tâm anh có mẹ hay có cha. Cô ấy chỉ hỏi anh rằng anh đã mua nhà hay anh vẫn ở nhà thuê. Quê của anh ở đâu, thành phố anh có hộ khẩu.